có đúng vậy không nào, Swiss? Rap Milliwood, em hãy nói cho chị biết khu rừng vụ này thiếu cái gì hả? Khu vườn này còn thiếu cái gì vậy chị? Là vườn đó, không còn con vườn nào ở trong khu rừng này hết, em biết chưa? Dạ, em sẽ đi tìm chúng mà ở chị Kansara. Khoan đã, cái đồ nhu nhược này. Loài vườn không thể sống thiếu thức ăn là chuối trong khu rừng này đó. Đôi bọn chúng sẽ sớm xuất hiện thôi. Nhanh lên, mấy nhóc à, chạy tới nhà rồi đó. Chuối kìa. Give this a chance. Brad Milliwood và Kansara kìa. Ở trong số bọn chúng không có con dượng nào là con chúng ta cần tìm. Vậy chúng ta đi khỏi đây nha chị. Không, đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt bọn tiên nữ. Và bạn của chúng có hiểu không em trai? Johnny, mấy người tôi nào you? Phép thuật quyết, Johnny, phép thuật bấm Lâm, tiên nữ ngọn lửa đồng thiên. Musa, tiên nữ âm nhạc. Tecta, tiên nữ công nghệ. Lara, tiên nữ thiên nhiên. Aisha, tiên nữ sống biển. Stella, tiên nữ ánh sáng. Oh brother! Có hai chị em mình thôi, chúng ta không thể nào đánh bại bọn chúng đâu. Vậy thì hãy đọc câu thần chú quá phép mấy trái chuối này. Biến tất cả chúng thành một đội quân quái cho chiến đấu cho chúng ta. Zombies eyes, zombies eyes, where are you? Come back! Fine, eat that way. Huh? Here I am, here I am. Đây là lần đầu tiên mình có chú là biến trắng dưỡng các bạn ạ. À. Nào các bạn, chúng ta hãy bảo vệ loài dưỡng. No. Laura, phải coi chừng đó. Hãm lá cây. Tránh ra, trái chuối vùng gốc này. Xin loài dưỡng không thể nào sống trong môi trường của chúng được. Tất cả chúng ta có quen thuộc thời gian thôi. Và mang những cây chuối khỏe mạnh trở lại hiện tại. Phải, đó là cách duy nhất có thể giúp cho cây chuối ra trái trở lại thôi. Ta sẽ giúp cái gì đó. Dốc đi, Brad Milliwood sẽ ngăn cản các ngươi. Em sẽ làm được mọi chuyện càng xảy ra. Nhưng mà nếu như em chỉ được một quái vật này. Đi đi, nhanh lên. Bọn mình sẽ giữ mấy con quái vật này lại. Coming for you. Chúng ta trở về quá khứ rồi, nhưng mình không thấy cây chuối nào hết. Có lẽ đây không phải là khu rừng mà trước kia chúng ta đến. Bây giờ mình phải làm sao đây? Dễ thôi. Các cậu cứ giao cho mình sẽ kết nối với nhau. Đi theo mình.
skeletons don't have a nose. Ew. Hat, scarf and bow and tie. Nhìn kia, có một loài dược đang cho bạn cá đó. Dạ, loài dược đâu rồi? Có chuối đây nè. Lạ thiệt. Bé có tóc hồi nào vậy chứ? Ra đây đi nhóc con à. Chị biết là em đang trốn ở trong đó mà. Chị không có ý xúc phạm em đâu. Oh my god. Đó chính là câu chuyện thời tiền sử. Nó lớn quá. Chị, thật ra chị không muốn làm phiền em. Thật ra chị mới đi rồi. Nhưng mà thật vui khi được gặp em đó nhóc cưng à. Nè, bỏ tay ra đi con dượng kia. Thật là gớm quá đi. Nó quên, mà biến hình thôi. Phép thuật quên, phép thuật bấm. Lâm, tiền. You have anything I can read for a few minutes? Ay! I am wrapped in darkness. Choose something else. Armageddon! Oh, I'm doomed! There goes the sequel! The end is here! Catastrophe! Cataclysm! It's the Endargo Road as we know it! Hey, take your time. Oh, God! Don't get my box wet. No, we need to talk to excuse me. Can you hold the phone steady? I'm gonna sneeze for a while.